Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, dân gian có câu ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Ở đời có những người ăn ở đức độ hiền lành nhưng gặp nhiều tai họa bất hạnh, lại có những kẻ bất nhân thất đức song lại được hưởng nhiều ưu đãi của số phận. Nên đã có nhiều người cho rằng luật nhân quả của Phật giáo là sai lầm, là không phù hợp. Nhưng họ đâu có hay luật nhân quả không hề phụ thuộc vào thời gian. Thế nên mới có nghiệp nhân đưa ngay kết quả trong kiếp này, có nghiệp nhân tạo trong kiếp này đến kiếp sau mới bị quả báo. Cũng như có những nghiệp được tạo từ đời trước đến đời này mới gặp duyên mà thành quả. Qua câu chuyện sau đây, chúng ta thấy được rằng nhân quả không bị bỏ sót. Kẻ ác trong câu chuyện đã trải qua cực khổ và kéo theo quả báo ở cả những đời sau này. Những quan chức ác ôn, vì sao thần linh không xử lý được? Tối hôm đó tại nhà ông Tiều Lên Xác, người chuyên cho thần tài nhập xác đoán chuyện các hung, sau khi tôi, còn gọi là thầy Toàn, và cậu cháu Po ngồi lại nói chuyện giảng với chủ nhà, chờ cho những người hàng xóm của ông ra về, ông Tiều mới đóng cửa lại và ngồi xuống trước bàn thờ thần tài, thắp nhang và lâm râm niệm chú. Khác giới ở dòng giữa ngoài chợ hoặc những nhà ở trong vùng quận đó, khi người ta muốn cầu thần tài về nhập xác cho số thì họ phải kiếm một cậu bé ngồi làm xác, rồi mọi người chung quanh cùng nhau đọc chú khoảng trên 10 lần thì thần mới nhập về. Còn ông Tiều thì là người đã được ông thần hoàng địa phương chọn và tự nhập vào. Cho nên bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm, hễ ông Tiều muốn thần hoàng hay thần tài về, thì ông Tiều chỉ cần thắp nhang niệm chú, cầu thần là được ngay. Lúc đó trời đã khuya, mọi người trong nhà đều vào buồn ngủ. Phòng ngoài chỉ còn ba anh em chúng tôi và ông Tiều. Sau khi thần nhập vào ông Tiều, thần vừa lắc lư thân mình, vừa cười ha hả sang sảng. Tôi liền hỏi, thưa thần, tôi có một chuyện quan trọng mà bản thân đang thực hiện, xin hỏi là có được thành công hay không? Thần liền bấm bấm mấy ngón tay như kiểu bấm độn, rồi lắc đầu nói, chuyện này chưa được đâu, nhà ngươi sẽ di chuyển nhiều, nhưng không đi được xa và cũng không gặp gì nguy hiểm cả. Nghe vậy trong lòng tôi bỗng thoáng buồn, vì lúc đó tôi lặn lội từ Sài Gòn xuống vùng ven biển này. Mục đích của mình là tìm đường cứu nước, tìm đường vượt biên. Mà bây giờ ông thần tài lại nói câu không đi được xa, như vậy là chuyện vượt biên thất bại. Tuy buồn thì buồn, nhưng với bản tính luôn tự tin vào câu tận nhân lực, tri thiên mạng, nên tôi vẫn bình tĩnh, thản nhiên hỏi tiếp. Thưa thần, thời gian trước ở ngoài chợ, tôi đã gặp thần trong xác của một thằng nhỏ. Sau này gặp thần ở đây, trong xác của ông Tiều. Mà tôi biết ngoài chợ cũng như tại đây, có rất nhiều nhà, khoảng chập tối là cầu thần tài lên xác để xin số. Người ta cầu thần tài cùng một lúc, mà chỗ nào cũng có thần tài nhập về. Như vậy làm sao chính ông có thể ở khắp trong cùng một thời gian mà cho số? Hay là ai đã nhập về xác mà xưng thần tài vậy? Tôi vừa dứt lời thì ông thần tài bật cười lên ha hả. Ông đáp, từ trước nay, người dân hỏi ta đủ thứ chuyện, nhưng chưa từng có ai hỏi như nhà ngươi. Khéo hỏi lắm. Ta nói cho nhà ngươi biết, thần tài chúng ta có đến 5 anh em. Ta đây là anh cả. Và anh em ta ai ai cũng có phép phân thân, nên cùng một lúc có thể xuất hiện ở các nơi khác nhau. Hơn nữa, thí dụ như ta đang nhập vào xác ở đây, và 4 em khác của ta cũng đang nhập vào xác ở nơi khác. Cùng lúc ngoài chợ, một nhóm người lại đang cầu khẩn ta. Nếu ta thấy chuyện không khẩn cấp, thì xong việc ở đây, ta mới biến thân nhập vào nơi cầu khẩn ở chợ sau. Đó là tại sao có những nơi người ta cứ phải đọc chú thỉnh cầu ta nhiều lần rồi mới thấy ta về. Nghe vậy, tôi liền xá ông thần tài một xá rồi hỏi tiếp. Hay quá,
cảm ơn thần đã giảng nghĩa những chuyện mà tôi cứ thắc mắc hoài. Nhưng tôi vẫn không rõ lắm về chuyện thần cho số trong nhà anh Lộc ngoài chợ, rồi thần lại nhập về đây nữa. Khoảng cách từ chợ đến đây gần 20 cây số. Tôi cứ tưởng là mỗi nhà đều có 5 ông thần tài riêng. Sao mà thần lại ở 2 nơi như vậy? Thần tài lại cười rộ lên và đáp: Hỏi hay lắm, hay lắm. Ở đây, dân chúng khi cầu thấy ta nhập về, họ đều gọi ta là Tùa Côn, nghĩa là ông thần anh cả trong 5 anh em thần tài, chứ chưa có ai hỏi ta tỉ mỉ như nhà ngươi. Nên sẵn đây ta nói cho các ngươi biết, ta là thần coi việc tài chánh của cả cái huyện này đó, chứ không phải ở riêng trong một căn nhà nào cả. Nghe thần nói, tôi càng thấy thích thú thêm về thông tin của một thế giới khác, nên tôi hỏi tiếp. Thần nói thần coi cả một huyện, như vậy thần hẳn phải có nhiều quyền năng lắm, cũng như có nhiều phép thần thông nên mới biết trước được những con số sẽ sổ ra từ những thành phố xa xôi. Tôi không biết thần có thể làm được những chuyện tào lạ, ủa lộn, chuyện khác lạ không? Thần cười ha hả hỏi tôi: Nhà ngươi muốn hỏi chuyện khác lạ là chuyện gì? Ta biết có một tên trưởng công an giết người vượt biên hàng loạt rồi chôn xác ở ven biển. Hắn thì nhậu xỉn, còn khoe nguyên một cọng dây thắt lưng bằng vàng 24K của người vượt biên làm, giấu định đem theo, đã bị hắn lấy và đeo trong lưng. Nên tôi nói: Tôi biết một người là trưởng công an, mà người này ác quá, hắn cướp của giết người, vậy thần có thể bẻ cổ hắn được không? Nghe tôi hỏi, thần trợn mắt lên và đáp: Nó lớn hơn tao, nên làm sao tao bẻ cổ nó được? Quá ngạc nhiên khi nghe thần nói như vậy, nên tôi hỏi tiếp: Bạch thần, con thấy ngài thần thông quảng đại, còn tên trưởng công an, hắn xuất thân chỉ là thằng chăn trâu, dốt nát, học có lớp 1, lớp 2, biết đọc biết viết sơ sài, chỉ có một ngón tay biết ngoéo cò súng giết người mà thôi. Nhờ theo cách mạng lâu năm nên mới trở nên quan. Như vậy làm sao mà nó lại lớn hơn thần được chứ? Thần cười ha hả đáp: Nhà ngươi chưa hiểu, hay nhà ngươi đã quên luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy hả? Nghe đây, bất cứ ai trong kiếp này, cho dù dốt nát, cho dù tàn ác, nhưng họ vẫn giàu, vẫn sung sướng, là vì đời đời kiếp trước họ đã làm được những điều phước đức gì đó, nên kiếp này họ được hưởng những phước báo đó. Ví như ai đó trồng lúa thì 6 tháng sau có lúa có gạo mà ăn. Ăn hết mà không trồng lại lúa thì chỉ còn ăn cỏ. Và với những người giàu có như vậy, có nhiều phần ta hơn họ. Nhưng những người mà hiện tại đang làm quan thì do họ cũng gây được nhiều phúc phận để sau này có thể làm quan từ nhiều đời trước. Mà khi đã làm quan, cho dù nó dốt như thằng chăn trâu thì cái chức quan ở dương thế luôn luôn cao hơn cái chức của ta. Có thể vị thần tài này chức tước chưa có lớn lắm trong số các vị thần trong siêu hình. Do đó ta mới nói nó lớn hơn ta và ta không thể làm gì nó được. Nhất là thời buổi này sâu bỏ lên làm người, cho nên có rất nhiều người dốt nát mà được chức cao vọng trọng. Nhưng quy luật tuần hoàn bây giờ âm thịnh dương suy, nên người dốt làm quan, ma quỷ xuất hiện nhập ám người nơi nơi, chùa chiền đổ nát, sư sãi lang thang, nhân dân đói khổ. Không bao lâu nữa, từ từ sẽ đến thời âm suy dương thịnh. Lúc đó xoay dần lại, chùa sẽ mọc lên như nấm, hết cấm chợ, nhân dân sống khá hơn. Sau rồi đến nhiều người có tâm huyết tài giỏi xuất hiện làm quan, lúc đó mới thực sự là tốt. Còn cái tên trưởng công an mà ngươi nói là ai, ta đã biết. Tuy rằng bây giờ ta không làm được gì nó, nhưng chính nó hại nó mà thôi. Vì quá tàn ác
nên nó đã tự làm giảm thiểu tuổi thọ. Hơn nữa, những người đầu thai về làm con của nó cũng là những kẻ bất nhân, cho nên không bao lâu nó sẽ đền tội ác. Nói một hơi đến đây, thần lắc đầu chắc lưỡi, rồi không cho tôi kịp hỏi thêm gì. Thần tiếp: "Ta đã tiết lộ thiên cơ quá nhiều rồi. Ta thăng đây." Thần thăng một cách đột ngột, khiến tôi vừa ngẩn ngơ vừa tiếc là không được hỏi thêm nữa để biết nhiều hơn về một thế giới ẩn, nhưng vẫn tác động và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Từ lúc gặp ông thần tài, chuyện ông cho trúng số bằng kiểu giết cho số một cách bí ẩn thần kỳ đã làm tôi phục lăng. Chỉ có một điều mà tôi không bao giờ tưởng được là khi một người đang làm quan ở dương thế thì người đó có khi còn lớn hơn một số thần trong cõi âm nữa. Thế nên ta thấy những tên quan ngu xuẩn tàn ác, hèn với giặc, ác với dân mà vẫn sống phay phay giàu có, chỉ vì họ đang hưởng những phúc báo của kiếp trước mà thôi. Tôi cứ ngẫm nghĩ rồi lại nhớ đến những đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy trong Trường Bộ Kinh. Tôi nhớ mang máng là có những người nhờ tạo phước báo nên chết đi được thờ cúng, có những người được sanh trở lại làm thần làm thánh. Nhưng chỉ trong thời gian nào đó, khi phước báo hết thì họ vẫn phải tái sanh lại làm người. Hơn nữa, chính miệng thần đã nói, nhà ngươi chưa hiểu hay nhà ngươi đã quên luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy hả? Như vậy, ông thần tài đã gián tiếp công nhận Đức Phật là có thật và luật nhân quả của Đức Phật dạy là chuẩn xác. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy sáng ra thêm được nhiều điều mà hôm nay ngồi viết lại kể ra qua ký ức. Tôi càng có cảm tưởng như ngày nào được ngồi đối thoại với ông thần tài mà nghĩ như là một giấc mơ chỉ mới thoáng qua thôi. Những lời tiên đoán của ông đã đúng. Tên trưởng công an ác ôn đó không bao lâu lâm bệnh mà chết yểu, gia tài bị con cái phá tan và đàn con cũng tàn mạc không ra gì cả. Thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước gặp nồi, dùng nắp đậy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật dã man. Chưa hết, rùa đang hoàng quại đau đớn dãy giụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này, Vương Tiên Sinh tàn nhẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỏng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi Vương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa, vô phương đi xuống.
Ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái, ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương Ti Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Ti Sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng, quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào, thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Ti Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cú ghi, yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín. Đến khi quả ác chín, thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Ti Sinh nhận thọ quả báo, thực khiến cho người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là, ta giết bất kỳ động vật như thế nào, thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh, hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Thiên thần hộ người trì giới. Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly tai nạn? Trong Kinh Quán Đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y Tam Bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới, thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc, thảy đều ủng hộ người tu. Trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Di Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thể nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của Di Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, Di là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ. Sợ khi kiểm tra, sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đời này, còn có Phật Pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh. Không những khéo chữa trị thân tâm mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể dì ngày càng khỏe lại. Dì tu theo Pháp Phật, đến năm thứ hai thì xảy ra một việc chẳng thể ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên. Vừa đi đến khúc quanh thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp tông thẳng vào dì Trần. Kỳ quái là xe tông vào dì rồi thì nó dồn ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng, cả xe lẫn người gây tai nạn rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt vội nói, trời ơi, dì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà. Không, không sao hết. Dì Trần mỉm cười đáp, có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông dì mạnh tới mức mà nó bật ngược rồi giăng xuống hồ mà. Thôi, để con đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha. Không sao, chẳng cần làm như vậy. Đương lúc hai dì cháu đang nói
thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nộ khí xung thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, y đã hấp tấp chỉ vào mặt dì Trần quát: "Trời ơi, cái bà già này, lụ khụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chán hay gì vậy?" Đám đông bu quanh cũng nhao nhao lên tiếng trách mắng người đạp xe. Ông ta bị la đến nỗi cứng họng hết nói, đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ hồ, lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên dì Trần: "Trời ơi, dì phải đi bệnh viện khám ngay. Chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh, khám giúp cho an tâm, đề phòng rủi ro mà." Thế là dì Trần đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra, còn lại đều bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuật lại cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ. Nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi nói: "Con nghĩ là nhờ dì trì giới nghiêm nhặt, lại tịnh tiến tu theo pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà hộ pháp đến giúp dì hóa giải tai nạn, đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho dì không bị thương đó." Quy lực Phật pháp quả không thể nghĩ tưởng. Người trì giới chuẩn mực trong lúc nguy ách sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ, gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tinh tấn tu học Phật mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân, thậm chí những ác nghiệp tạo từ vô thủy kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại. Nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn, hoặc tội nặng, trả nhẹ. Khi lãnh quả báo hay tai ương, phải hiểu là mình đang giải túc nghiệp quá khứ. Trong Kinh Kim Cang có câu: "Những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này, nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo, nhờ đời này bị khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác được tiêu diệt." Tân Phu Dân. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật, tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên: "Trời ơi, tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát." Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gổ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi. Hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay,
nếu không bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ òa khóc, kể lể. Tôi hiện ngủ trong tòa nhà ba phòng mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung. Khi đi coi, thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi giao ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai có ngờ, 3 ngày trước, vào một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo: sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp. Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải, tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn. Còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời. Nào ngờ, bị mất hết. Để gỡ gạc, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn. Ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền. Không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Vừa trách ông xã chưa cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi? Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói: tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa đủ trả nợ cho ổng? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh, sau đó Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì, nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân do đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lớm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như quá đá, lòng đầy kinh hoảng, mắt tuôn lệ đầm lìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác, mà thấy tân lang kinh khủng như thế này,
thì có đức xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ. Lại nghĩ đến tiền đồ của em trai, và những lời dèm chê của dư luận, xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này, tôi mới vỡ lẽ và hiểu ra, vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình vồn vã giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa, là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông vừa tới gần, là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông, nên ông đối với tôi càng vũ phu, thô bạo, lọc tôi đầy vết thương. Cưới ra chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Vậy mà, ngay cả chút tập quán vệ sinh tối thiểu, anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bà đâu vứt đó. Cởi vớ, chỗ nào thì quăng chỗ đó. Mười mấy năm nay, chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục, thì ngay cả tắm rửa, ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn, thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn nhừ tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây, bề ngoài cười đủ, bề trong khóc thầm. Có lực. Tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình. Không kìm được, lệ rơi đầm đìa, tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi, chẳng khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh, đối xử quá bất công, đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào, đây là định số mà con người thường nói. Bỗng dưng, tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải, nghe kể rằng, ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào, ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao. Lòng muốn khóc, nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên, tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, vọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to.
lòng tha thiết mong ngài cứu giúp, đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó, thì tôi được quen biết tôn huynh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng vang cầu cứu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng, dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là, kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ, mà làm thế nào cũng không trả xong vậy. Tôi nghe nói gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ hòa thượng diệu pháp giúp cho rồi. Vậy tôn huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa. Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng, nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để xin nhai. Một bé gái này bị bệnh, đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ, nên quyết ở vậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi, bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán. Số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là, ông quyết định thu nhận thằng bé, và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hằng ngày, nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị mũi cắn trùng rỉa, chi chi, thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiềm tiếng, ít lời, ngờ nghịch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình, vậy thì khỏi phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân dạng vô sai thất. Con gái, mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này, nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng, vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp
sống cảnh lao dịch, oan khuất, tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên Lưu Dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành. Da trên mình sần sùi ghẻ chóc, một phần là do ác báo tiền kiếp của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị mũi mòm châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo, mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho Tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức, làm nô dịch cho chủ nhân cả đời, mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này, nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng, chính là trả báo ngày xưa, bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này, cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên, xin Tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người, nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng Tần cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn Tần cư sĩ đang ngồi yên lặng, mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, Tần cư sĩ đã gọi điện đến hai lần, một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong vợ chồng nhà bà sớm giải xong túc quán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xối hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy, láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. 3 đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng Ô nó lần lượt bồng 2 đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó, nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến, thì cả tòa nhà gỗ và 4 đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết 1 con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi.
Khi vợ chồng A-Ban về, họ cũng hoảng loạn tìm con, đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ, giống như có biết trước. Ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A-Ban nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A-Ban, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A-Ban hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A-Ban. Vợ chồng A-Ban nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa, hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ, nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A-Ban luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A-Vu, em vợ A-Ban, là biết rõ. A-Vu nói: anh Ban sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A-Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A-Ban ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi, thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A-Ban chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A-Ban làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A-Ban lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết, mới kêu gào khóc lóc,
hô thiên gọi địa đau đớn thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói: trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển, đến khiến cho A-Ban gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn, có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Tình chấp nhiều đời. Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng nọ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai nghi mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng, nhưng ngặt nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình. Bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè, lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt, tía tai. Có tranh cãi cho lắm, thì Y vẫn không chịu để cho X xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay, có thể nói rằng vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ họ chưa hề xa nhau. Vào đại học cũng chung trường, ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần X ở ngoài tầm nhìn của Y là trong lòng Y rất bất an. Ni Y thưa với trụ trì rằng: con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc, rồi kể: cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ hai,
thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng khích, như keo sơn quấn quýt không rời suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng, nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay, chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau, nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật Pháp, cũng khó được. Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Tuần thất đầu tiên, mùa đông năm 2009, cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô, vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu Sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần đó, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn, và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi, mẹ, phải mẹ đâu? Mẫu thân cô cho biết, hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi, khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay, được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngu Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô. Chu nữ sĩ vội vàng hỏi, mẹ ơi, mẹ nói giọng hương đài và tướng quân Ngu Mã gì, con nghe mà không hiểu gì hết. Lúc đó, mẹ của cô nói rằng, giọng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó, nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngu Mã là ngục tốt ở âm cung,
cũng giống như cảnh sát ở Dương Gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả? Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thật ra, đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ, mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết, nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mã diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác, kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính, với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng chú nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh. Mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà. Hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ. Anh không thấy mẹ đứng trước đây sao? Không. Anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ. Phụ thân con thật sự đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như vậy, chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của chú nữ sĩ đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ ra kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hải hùng, nằm trùm mền rung lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói hay sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra, để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi, nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ, mẹ nói sao? Cháo dầu hả? Con có nghe nhắc đến, nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu. Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt. Đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ!
Vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta, ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng, thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ, quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại, cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính, chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa. Đáng sợ quá, nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, dấn châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy, đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện, thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu, có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi, và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra, làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy, trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ, làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất, con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện, kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, phán quan nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lay. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung à, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi! Ngàn vạn lần con không nên thấy họ, vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngày thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu
và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc.